ສວັດດີບ່ອງບ່ອນນັກສຶກສາອັງກ្លេសທັງອ້ອມຄະນີ້ບາດຈັ່ງថ្ងៃນີ້ຍັງນຶງບັນຕໍ່ມີຮຽນທີ່ 25 បន្តអូខេបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងនិយាយឃ្លាបន្តនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនៅពេលយើងបង្កើតវេទជាប្រយោគណាបាទអញ្ចឹងថាតើយើងនិយាយវាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ដូចជា I can't go on protecting you. I can't go on protecting you បាទអញ្ចឹងអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចបន្តការពារអ្នកទៀតបានទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង ហើយឥឡូវនៅក្នុងគ្នាមើលឃ្លាទី2បាទអញ្ចឹងឃ្លាទី2គឺយើងប្រើឃ្លាថា carry out my promise to her. I carry out my promise to her. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានអនុវត្តការសន្យារបស់ខ្ញុំនឹងចំពោះនាងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបាទយើងសន្យាមួយនាងថាឥឡូវបើសិនជាប្រឡងបានលេខ 1 ឬក៏លេខ 2 អញ្ចឹងណាបាទនឹងឲ្យកាដូឲ្យមួយអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលមានន័យថាគាត់ធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងបានសន្យានឹងចំពោះគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងនិយាយថា I carry out my promise to her. អញ្ចឹងនេះជាអត្ថន័យរបស់វាហើយបាទឃ្លាទី3ណាកូនសោមកិយាទី3គឺយើងប្រើឈ្មោះទៅនឹង set up បាទ set up អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាបង្កើតណាបង្កើតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ you have to set up the goal. Hey, you have to set up the goal បាទអញ្ចឹងអត្ថន័យវាមានន័យថាអ្នកត្រូវតែបង្កើតពីគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាធម្មតាទេមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវតែមានក្តីស្រមៃត្រូវតែមានគោលបំណងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅកា
dương thua tới việc sơ bản chuột trái điểm chẳng dương đẹp kia thả ok you have to set up your goal okay you have to set up your goal và chẳng như này thả nè trở tay bằng cát cô bằng nón rồi bằng nè ok và chẳng như chia phrasal và at the night about phrasal thả set up hay là dương mình to từ buổi tiết và cứ pick up nè pick up at the night bởi vì mình này thả một của bán từ bán từ tuổi nó nam nè này hay at the night đi pick bởi vì mình này thả bờ sân chia kê tụ sạp màu dưỡng hay dương pick up mình này thả dừng trao tụ sạp kê nè và à lỡ nhóm lời tiếng bằng hàng ưu tiên họ buổi tiết nè ưu tiên họ thả pick me up at 7 p.m. please pick me up at 7 p.m. please bạn chứ mình thay dựng ao kế màu tổ tùa dưỡng nơi màu pram pì bạn chứng xong màu tổ tùa nhóm nơi màu pram pì nếu mình này thay kế chỉ một tô của chị làm màu tổ tùa dưỡng mà chân bị tế hữu có cái lại nà mua chứng này bạn nơi màu pram pì ok bạn chứng pick me up at 7 p.m. please bạn chứng xong màu tổ tùa nhóm nơi màu pram pì bạn chứng nít chạy tên này hay nâng cao bà ta bó phrasal verb ta pick up hào mới tiệt bà go back chẳng áp tầm ấy xong mình chạy đây nét thà raw facial work cứ mình men miết áp tầm ấy tầm mùi tê chẳng ấy vấn đề ở quay đây khi trong vòng hai này tầm ốc kia tầm bốn cứ miết đây thà khi trong vòng hai là áp tầm ấy ná này cái bình dùng phá ao chỉ tu tử nó không ca nị gì bị chạm ngày tiệt chẳng ấy bạn chẳng hết bạn chỉ khi mà bộ phái ao tại mùi này tê nét hào dưỡng nó là bầm post fine dù mùi kia tầm không một tiệt ok bạn chẳng go back at the night about viết cứ miền này thà trở lọc vĩnh nó rơi bật sân chơi dương thà go back hôm mấy chẳng trở lọc tự tè vĩnh ấy chẳng và lỡ mơ ưu tì họ và ưu tì họ tại nó là bây giờ chạp dưới từ I'll go back home after dinner at the night miền này thà khi nhóm nâng trở lọc tự tè vĩnh bằng tốt bí bạn nhà mà hạ bí là nghỉ hạ ok chẳng go back home hai mươi tiết cứ go over
okay, go over. Mà chẳng go over nơi tình này cứ miền này thà bị nịch, nãy dương bị nịch mơ từ lừa quay mũi để dương bàn thua hai đồng quay ở Việt Nam để cho bà thay em tiết chẳng này. Và chẳng dương 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 pra biệt thà go over, và clear thà go over. Và ok, ưu tiên hò, ok, we go over it again. Ok, we go over it again. Và chẳng ngăn tay này thà, ok, chẳng dương nâng bị nịch mơ viên mà đòn tiền. Chúng được nhau mà bị chẹt đào mình chẳng này thà dừng thử anh bộ dân tới nằm bởi ở việc cam tại cho bà thang tiết to tới dưỡng và bị nứt mơ vì làm mình chẳng này chỉ vì mình cùng họ bạn cả làng đòi à chết tình hình mua gì chẳng thấy ok và chẳng những trai cho mùi nâng facial work thà go over và lấy dưỡng bật to từ mùi tiết và chẳng là mùi tiết nâng cứ turn over và turn over à tình này bảo viết cứ mình này thà procure out nè procure out hai chữ ưu tiên hoa nâng he'll turn over the shop to his son. Okay, he'll turn over the shop to his son. À tình này mình này thà quát nâng procure hàng nâng từ áo con pro rồi quát quát ok và chẳng turn over và turn over mình này thà procure out hai bà mùi tiết cứ go through và go through à tình này thà mình này dân thà chọn cả đó nè. Nên tí ní gò bà xong mình chạy đáy chọn cắt nâng cư dương chọn cắt từ lờ rồi dạp bên này cà rù nớ này bà chân chọn cắt tam rồi dạp này cà rù nớ có bà viết trơ kinh nghiên được nóng át tần này nâng đại nè bà chân chân mơ ưu tì hò này thà my grandma went through preparation và my grandma went through preparation chân át tần này viết bên này thà chi đồn rồi bọc nhóm quát bàn rù nớ chọn cắt chung nguồn purple nè chung nguồn purple đó nè bà chân bên này thà chúng nó bỏ bỏ rồi dạp bê bỏ mạng chân em nâng cứ quạt bàn rút nơi chúng nó cắt chúng nó nâng nế, bên này thà chỉ cao rồi nơi bỏ quạt và anh chân ní chi ạ tầm nấy hơi nâng cao bà bỏ facial work thà bà go through, ok, go through và hai lấy dương bằng to từ bà facial work mùi tiên nâng cứ hold on và anh chân hold on bà xin đi dương dị đã tôn tu sạp anh chân nâng dương ở kì hold on cứ bên này thà chạm bà rồi chạm. Ok, và chẳng ngôn thì họ hold on a minute please. Và hold on a minute please. Chẳng chừng gì tới này, chẳng chồng đẹp cái thang là ở trăm plate nhau mà tình hình tích rất là tình hình tích ấy chẳng hết thời mùi chẳng này. Và chẳng chừng ta hold on a minute please. Và chẳng số một rộng trăm mùi plate. Ok, và số một rộng trăm mùi plate. Và hai lấy dương bằng to từ mờ bà không kề sạp to từ tiết. Bà miền đồ chia pick out. Và picked out và chẳng hạn tầm này viết cứ mình này thả chữ rửa lấy dương mưu đi hô sân và selected to pick out some toys và chẳng selected to pick out some toys và chẳng hạn tầm này cứ mình này thả nến bàn tục ao chết nó khoát từ rửa vô rồi bỏ lên mưu chụp luôn và chẳng some toy nến cứ mình này thả chia rồi bỏ lên chẳng pick out lại nến này mưu đi hô thả dương mình bà không mua tu gì chẳng có dừng đặt con này lại nhưng tới đời chẳng có mua gọi vi tới gọi rửa hoặc là bỏ lên nâng lên chẳng này bà chẳng không ai tuần này thả pick out ok pick out some toys bà chẳng mình này thả rửa lên ok bà chẳng lý chi ai tuần này có đôi chi bà ca pra là bỏ phrasal verb đi mua rồi bỏ dừng này hào vậy lấy bà dừng mình to từ tiết cứ sit back bà sit back ai tuần này bỏ viết cứ bà vì mình này mà nâng kể cho sắp ta relax nè relax hào vậy tạm bất bực sân chỉ kêu xây chọc như được dùng chạy tay mà đó nha à tầm ấy cứ mình này thật sầm rạc tay mà đó nha sầm rạc mà chứ thì họ sit back and relax and open a bottle of wine ok à tầm ấy mình này thật sầm rạc sân tầng sit back and relax nó cứ này thật sầm rạc sân tầng khi nhóm nâng bao xa mùi đọc ở nè anh chứng nè and open a bottle of wine và lấy dương bần to tới bà phrasal verb bần to nó cứ hold back bà hold back bà hold back nó cứ không áp tầm ấy thật tục ưu tiên họ tha she struggled to hold back her tears okay she struggled to hold back her tears chẳng hạn tầm này mình này tha niên nó chỉ diêm và chỉ diêm không tụt tập này rồi bỏ niên này chứ mình này tha tụt tập này nó có mọi hố này chẳng tụt bây giờ chọn mà mình này tha dùng rồi có dạng mạnh chẳng có gọt rằng rằng ọt rằng tụt chẳng này tầm này đã hold back lại này này bạn chẳng xung nẹ tầng ngọt này chọn chạm bạn chẳng đi chỉ cả pra rồi bỏ và phrasal verb tha hold back ok hold back bạn chẳng nên chỉ ưu tiên họ là khi mà hai nhận tầng ngọt này hào và này tầng ngọt bằng to từ phrasal verb bằng to cứ move in nè move in chẳng move in tầng này bảo viết mình này tha châu rùa này nè châu từ rùa này chẳng ưu tiên họ tha when are you moving in ok
Okay. When are you moving in? Bạn chứng minh thật ta nè nâng cho mô rùa nơi nâng nâng bình à. Ủa thì họ thay dân chọn bộ tè hành chứng này. Chứng minh thật dân move in, dân rớ từ nơi tè nâng. Nâng hành chứng dân lý dị biệt thà bà phrase vào rớt thà move in. Move in, bạn chứng minh thật cho từ rùa nơi. Okay. Bà when are you moving in? Chứng nè nâng cho mô rùa nơi bình à. Ok, bạn chứng đi chị ạ tầng này bảo vĩ hào y phrase vào rớt bằng tốt cứ look around. Bà look around. Look around và chương xung này tôi ngọt nghiêm mơ thì hóa hỏi áp tầm này viết cư dương xoay rồi nè. Hào dạng ý cư trong dạy tha dương bảo ưu thì hóa nế. Let's look around in the shop. Và let's look around in the shop. Mình này tha tỏ dương non cái nế. Và từ rốt mơ nơi khăn hàng. Chân dương rô mơ đai bằng tay rô rồi bỏ quay mũi nơi khăn nông cái lại nà mũi chân này. Chân dương prao cho mũi tình nâng facial verb tha look around. Ok, look around. Và chân đưa chị ưu thì hóa nế chân xung mà bằng hàng. Trạm nhạc tầm ngọt nế tha dương từ rồi quay mũi bàn tay dân từ đầu nữ nóng hạt, ok, nữ nóng hạt. Và hai giờ lớn dương bầm to từ mưa facial và bầm to tiền nắng cứ và take down. Và take down nó mới này thật đọt chân như đứa co và rùng cơ chân như đứa dọc chân như chân các bạn này. Nét nóng hạt tầm này biết thăm mấy giờ dương vô bị chân như này. Và hai giờ lớn dương mơ vô tiêu hoa thà she made us take down all the posters. Okay, she made us take down all the posters. Và chân mình này thà niệm ao dương nắng bà đo rụp hiếp tầng ổn nụp tên rụp hiếp tầng ổn nâng chảnh nè chứ mình đây thà take down dương ai thật đỏ chân nè dược chân rụm cờ chân dây chân có bạn này không này nâng đại. Ok bà nào bây giờ bằng tọt bà bằng tọt nâng cứ phrase over thà carry on. Carry on bà chân áp tầng này viết có bà mình đây thà bằng tọt. Ok bằng tọt. Ok chân chi ưu tiêu sorry I interrupted you please carry on. Và chẳng sorry, I interrupted you, please carry on. Và chẳng xong tốt đài nhóm nâng, bà cắt này ai, né, cắt á, interrupted nâng này thành gì, cắt rồi ai cắt chẳng thầy, né. Please carry on, bà chẳng xong bằng to tiệt tầy, né, xong bằng to tiệt tầy, ok. Và chẳng carry on, à tầng ấy cứ bà bằng to. À lâu dương mực, bà bằng to tiếp. Anh chẳng phrase over bằng to tiệt là bà dương nâng cứ go up. Go up và chân go up cứ miền này thả lại chân lái nẹt từ ngọc nếp mơ ưu thì ho thả vì lăng dạng mạch nè. Could you go up 10% please? Rồi có could you go up 10%? Ok, could you go up 10%? Và chân miền này thả ta nẹt ai lăng đọc phía rồi tiệt bản thế nè. Chân go up cứ miền này thả lăng dân cực từ lờ đôi chiếc tổng lại nè, dân cực từ lời chùm nú nó nè chẳng bị increase và mình này thao việc cản lại chẳng could you go up 10% và chẳng xung lại đọc hiểu rồi tiếp tư mà chẳng ưu tiêu hoa thay dân lúc ý vạn này chẳng nghe nói hơi nhiều cặp to dân tiếp bị chẳng dân xong mình qua thay chui ở thơ mạch lại bạn đọc hiểu rồi tiếp không chẳng nghe là mày ở khi nhóm màn chẳng đánh khai chẳng đấy. Ok, could you go up 10% ok, could you go up 10% ok và nị chi ở cao pra pra bỏ bí hao gì lớn và mới tiếp và facial verb mùi trong cao bỏ dưỡng cứ get out và get out. Get out đứa mình nè chân bị chân và ưu tiêu hồ nước nông ảnh tầng này nế nè ưu tiêu hồ thả nẹn dưới nó có khăn kê chân nó có cho ngoài kia nước chân bị bật bỏ quạt chân còn dưới thả get out of my room. Ok, get out of my room và chân mình này thả chân bị bật bỏ quạt đây. Nè, dương bên đây thà mình dưới nó không lẽ là nạm mùi thà dương ở sau bên chất kia chẳng nè, còn mọi kia nó bật tục khuôn ai nhấn đăng ký chân chẳng. Ok, get out of my room. Ok, get out of my room. Và chân, chân bị bật tục chấm tay. Và ok, chân đi chia phrase over mùi bà crom tiền hói. Và hà lời dương ai bầm to tầm mơ bà crom bầm toa tiết. Và chân crom bầm toa tiền nếng cư bà take out và take out mình nói chân take out mình này thay dục từ trao rồi có dục chạy nè. How chị ưu tiên hoa bảo vía my dad took out the trash. Ok, my dad took out the trash và chân mình này thay lục bà bảo nhóm có dục sử dụng từ trao. Ok, chân take out và take out cứ dục từ trao rồi có dục chạy. Và how bà facial rập tịch bì nâng cứ calm down. Calm down mình này thay chọc. À lấy dân mơ anh tầng này bảo vía thật ta bị chọc cho mạch nè. He asking $80, but he may be willing to come down to $60. But he asking $80, but he may be willing to come down to $60. Và chứng minh này thà quá đó, cặp lại nâng $80. Bạn thấy tăng cặp tới này có ai nâng cho, nè, một trăm học sập đô la.
OK, bạn chứng ở bia thật cam đau nơi tình ít cho nét cho dương đau từ lơ tầm lầy nét nhưng cho từ lơ chùm nuôn này xin xe chứng này bạn chứng dương bao chùm mùi từ nó facial rộp thá bạn cam down, OK, cam down và hồi mùi tiết cứ facial rộp thá put down và put down chứng bên này thật đã cho nét put down nâng đã cho hồi chiếu thì hồ bạn put those hairy bags down for a minute. Okay. Put those hairy bags down for a minute. Bà chứng minh đây thà xong đặt nè, à cả bộ thun thun nâng cho một platter nè, for a minute nè, mình thà một platter chứng nè. Rồi sao bị thun bê ấy chứng nè, dừng sảnh, lâu tôi hòa sảnh bì nè ấy chứng nè. Chứng như bẻ tháng, ta đặt đi cho một platter vừa thun nè, ấy chứng nè. Ok, put those hairy bags down for a minute. Bà chứng đặt đi cho một platter, chứng put down cứ minh đây thà đặt chọn. Ok. Hãy lấy nét ngọt này sẽ phải dù từng mơ bà official bằng tốt cứ put up và put up nó mình này thật bật chua như thế này dương xâm lạc từ lờ ở bọc mùi để dương ai dù tập chua viên dù tập bật viên bà như thế này bà lấy ưu tiêu can I put up some posters? Can I put up some posters? Bà chứ mình này thật ta khi nhóm ai đặt rất có bật rụ tiếng rụp hiệp môi chùm nuôn nâng ban này được thế chẳng được không có tụt dưỡng rồi có lãnh thơ cài chẳng này dân chọn vô rụp hiệp tật bật làm bây mình này thằng lùm ó này lùm ó này không cài dưỡng lại được không có tụt chứ bà chẳng như xưa kỳ thạc can I put up some posters bà chẳng mình này ta tác cho mày đã rồi có rụp hiệp ban đại được thế. Ok bà chẳng ạ tình ấy rồi bọn phrasal verb thả put up. Ok put up lấy dân bằng to từ mùi tiết cứ turn up. Thân áp nó mình là tầm lang. Tầm lang cứ việc vừa hỏi lang vừa hỏi lưu vừa hỏi kháng này. Và ưu tiêu bạn chẳng là turn up the radio. Và turn up the radio. Bạn chẳng là đây là bao vật sụp nó ngồi vì lưu lưu một tí tờ. Ưu tiêu thả lấy dương bùng ở thư cài mùi vì nơi chẳng ai bị vật sụp chẳng này. Đọc bê dương sạp lưu tình tình tức đôi vì chùm miền bỏ miền sống khăn đôi có bị xe mùi chân. Bạn chẳng nhìn cho ngài nhạc nơi các bài nói các bạn bao vật sụp nó ngồi lưu cho nâng chân. Turn up the radio. Okay, turn up the radio bài chương bài quy ở lưu lưu tay tay. Ok bài chương at the night the box phrasal verb tha turn up how bằng to tiết bằng to tiết nâng cứ get on bài chương get on nâng cứ như này thả làng chi nét làng chi chương dương chi từ lơ dôn chi từ lơ là tay plương chi tay ấy chẳng này bài chương có ai cao cho mùi từ nâng phrasal verb bạc get on báo tì hò come on get on the car. Ok come on get on the car bạn chứng minh này thật lớn lang, nãy giờ lang chỉ lang nào, lang chăn nào, thôi là dương bình nhạt từ nào từ nơi vậy chứng này, và chứng như vậy cái thằng khám ổn kêu được khỏi, mà bình nhạt lang, nãy lang lang đâu, và chứng đi chi ở từ nơi nâng cao ra ra là bỏ phrasal verb thà get on và get on, và lấy dương bằng to từ một mũi tiết cứ bring up và bring up chứng từ nơi bên này tính như bên này thà chỉnh châm rồi có bảy bài thay để xa trong buồn một nông nam này anh chứng này bài chứng nhưng prao chờ mồi từ nông phrasal verb tha bring up. Ok bring up bài chữ thì họ she's brought up by her grandparents. She's brought up by her grandparents. Bài chứng này thà niệm từ ban dùng một chỉnh châm bảy bài nắng đáo bài chỉ đôn chỉ ta là bỏ niệm bài chứng grandparents xâm đại từ lời chỉ đôn phong chỉ ta phong bài chứng bu quạt tem pin nhé này hầu quạt vô âm nhạc say nó cứ mực chỉnh chậm, ok chân bring up bàn tay vừa tới chỉ để sập tung thì bay tới vừa tới chỉ brought và chân brought up và chân ngay từ nãy biết mình đây thành niên các bạn chỉ đồn chỉ tàng là bỏ niên nó vô một chỉnh chậm bảy bảy, ok và chân ngay từ nãy là bỏ phrasal verb thà bring up, ok bring up hai bên to tiếng nó cứ bring in, ok bring up hay bring in và bring in cứ mình đây thành dục trộn và hai chiếu thì họ could you have to bring in the shopping và could you have to bring in the shopping và chẳng ngay từ này viết cứ mình đây thà nè ta nè ai chủ yếu a one nít cho không tệ bàn tiền chẳng được shopping cứ xâm lai từ lừa bỏ bỏ lại dương bàn tình mà hào chứ này a one này tình mà hào chẳng chừng ao khi vô à rồi bỏ nén và cho từ không tệ. Ok could you have to bring in the shopping và ok chẳng nít chi à từ này rồi bỏ phrasal verb thà bring in và hai mũi bằng to tiền nó cứ lục bạc lúc bác nó bờ như cứ thoải mái thay mày dừng mưa từ lọt trào như mày này tầm tay ở anh tầm ấy mai giống như thay mày bà cất rương cha rất cơ rồng lật rương cha anh chớ cái này bà hơi chỉ ưu tiên và ưu tiên họ bảo viết cứ when I look back I'm filled with sadness. Ok when I look back I'm filled with sadness. Chứ mình đây thay nơi bê đẹp khi nhóm cất ả rừng chắc chắc nâng tầm lọt lắm với nhé. Khi nhóm nâng cứ mình đây thay bố bênh tầm đòi phiếp kìm cỏ bà chân sad nè.
nè sẹn nè nước mình đại tập chỉ phép kềm còn áo tai cất rụm lực à rừng chăn rừng lang với bị thôi khi ông nói nhầm ấy bà em fear vì sẹn nè thôi khi ông nói cụp bên từ đáo ấy bà phép kềm còn ok chẳng lúc bẹt áp tới nói bà biết cái mình đại thá bà cất rừng chả chả rứa co rụm lực rừng chả bà ok chẳng đi chi áp tới nói là bà phải sờ vào nắng hao vậy lấy dân từ mưa mùi còn bầm tọt tiết bà chẳng ngờ bầm tọt tiết cứ lúc nào chăng lúc đó bà dương bộ phải máu thá mưa nghỉ ok mưa nghỉ bà chăng chỉ có tí hó why do you like looking down on others why do you like looking down on others bà chăng là nói gì mình đây thà hai đấy bạn cho chất mưa nghỉ nè đầu tiên này ok hạt ấy bạn chỉ nè cho chất bà mưa nghỉ nè đầu tiên này chăng looking down on others bà chăng mình đây thà mưa nghỉ ok mưa nghỉ how fresh over bình toàn nít cứ bring back okay bring back và bring back nó cứ bên đây thay dùng dùng mà ao dùng mà ấy chứ này và how giờ lấy dùng bao tiền không you promised to bring me up a present okay you promised to bring me up a present và chứ bên đây thay nét mang sau này giá tháng nâng dùng nét cả đồ mua bỏ ăn nhau okay you promised to bring me back a present và bên đây thay nét mang sau này giá tháng nâng và ao cái đồ trong mua gì chẳng nè tôi nói dương gì tam pizza sầm mạnh thầm này và lấy dương một to từ một mùi tiền nó cứ break down và break down mình đoán cứ mình là thua cold rất là cold ok hào giờ lấy dương ưu tiên họ và my smartphone breaks down while I'm broke ok my smartphone breaks down while I'm broke và chẳng bên đây tha tu được sạp đầy được bọc nhóm tu được sạp smartphone mà chả làm vậy bọc nhóm nâng bàn khôi cái nạp pê đạch nhóm cầm bông tá đạch lưỡi ok I'm broke không đạch lưỡi mình chẳng việc được chỉ chạy đó nữa nè việc khôi pê na mà khôi khôi chom pê đạch cầm bông tá đạch lưỡi ok và chẳng áp tên ấy được bó và phrase over tab break down và lấy dương tâm mơ bằng tọc tiết cứ take off và take off mình đây thật đọc chạy và đọc chạy lấy dương mơ ưu tiên hoa về tàu ta dựng đo nâng nó không xa nạp hiểm mạch okay? He takes off his cap while entering the pagoda okay? He takes off his cap while entering in the pagoda và chân bên đây ta quạt bán đo mũ rồi bọc quạt chảnh nơi bê đi quạt đai chô từ khẩn vọt né? Chân vọt rám về trên tì cửa anh sẽ cả rạp bồ chì rồi bỏ ổng nụ dưỡng này chân bê đi quạt chô tới cứ quạt cổ rụp và bê đi quạt cổ rụp cứ quạt takes off his cap bà còn đọc mũ rồi bọc còn chạy ok chân áp tầm ấy đọc bài năng nè takes off bà rồi lấy dương một tọt từ tiếp bà mình này thằng go off phần nhỏ bọn phải so với mình cứ go off ra thật đại đại mấy dương xâm lai từ lờ bộ phết phương này đạch phương đạch ấy nâng kì xin ý bà tệ tôn tầm là nâng cứ dương pra cho mùa nâng bà phải so với mình thằng go off bà lấy ưu tì hó suddenly all the lights went off bà suddenly all the lights went off và anh chẳng biết là rụng bịch phim nữa nè phương, ẩm bù phương tàu ổn nó đã cho lì nè chẳng cầm phương tàu bao đồng ná cá về xe bà tư tàu ổn bà tàng đoàn lột chậm là ai thà bằng nà mà bị đại phương rồi có ai chẳng nè bà ok chẳng biết là thà ẩm bù phương bà ẩm bình nó ẩm bù phương tàu ổn nó đã cho lì ok và anh chẳng áp tầng ấy rồi bỏ phê sổ rộp thá go off và go off hai bằng to tiện bà bằng to tiện ý cứ get in ok get in bà chẳng get in nó cứ mình bây giờ gì ta get in cứ một đòn ở với mùi một đòn tẹo tôn từ nâng đôi rồi phơm một đòn bà làng krong một đòn rồi còn lại đi một đòn nó một đòn là anh chẳng này bà chẳng nghe rõ khi có ai pra cho mùi từ nâng phrase rồi ta get in bà get in ưu tí hó what time does the bus get in okay what time does the bus get in chẳng mình đây thật ta làng krong nó trở lọt một đòn ở bên này ok chẳng áp tầm ấy bỏ phrase rồi get in và hai mối tiết cứ set off và set off cứ mình đây thật chênh nằm nạ và chênh nằm nạ và chẳng ưu tì hò I là set off early to avoid the traffic ok I là set off early to avoid the traffic và chẳng mình đây thật khi nhầm nâng chênh nằm nạ bàn lươn rất gặp bì bởi lâm và early nữa nè và đam mây ấy kì và đam mây chiêu viên ngầm bì ca khổ xe trả trộn ok chẳng cả nào và xin dương tư bì bởi lâm bồn kê chẳng nè tao sẽ mình được thua trả cho anh chẳng bà dương tơ bằng đường ok bà anh chẳng hóa như vậy ta I là set off early to avoid the traffic bà chẳng ngày tháng khi nhông chẳng là bị bình lâm nằm bây bình chiếc ca có xe trả cho bà chẳng ngờ ní chá ta nói được bà phải sở vợ ta set off bà hai bằng tọt tiên nâng cứ look out bà look out vì có chiếc phải sở vợ ta hai ta nói dưới mình này ta bỏ dạng
Okay, rồi dạ. Look out, there's a car coming. Okay, look out, there's a car coming. Và bây giờ, mới nó, miền lan mùi màu hả? Chẳng này, mà dừng như chẳng này, họ còn đã cắt phần trông phần chẳng này. Còn bà đã bị đào bẹt ra đây chẳng tấm miền lan mùi phòng bỏ lươn. Chẳng như vậy, người ta look out, there's a car coming. Và bây giờ, miền lan màu hả? Đức gọi bà miền lan của phòng tập bài màu hả? Okay. Và chẳng là ní chạy từ nãy rồi bỏ phê sổ vào thái look out. Okay, look out. Và bây giờ bằng to tới tiết và take back. Take back nó cứ như này thật từ lọc. Và giúp từ lọc từ quỳnh. Và chẳng là ưu tí hò. Và ưu tí hò thà if the shirt doesn't fit, take it back. Và if the shirt doesn't fit, take it back. Và chẳng là từ nãy vì mình này thật bà sân chìa. Nè, dù ai nâng từ lô hò vì ở xóm tì. Nè, take it back. Mình này thật dù vì từ lọc mà quỳnh. Nè, ai tập đồng vì như chẳng này không ạ từ nãy thật. Bà dù từ lọc máu hơi ai bà sân chìa vì tôi biết đâu sai đâu ấy chẳng này. Ok, chẳng. If the shirt doesn't fit, take it back. Và chẳng bà sân chìa ai nâng lô tâm là một tí. Nè, dù vì từ lọc mốc và từ lọc mà quỳnh. Ok, và chân này chỉ ở đây là bỏ phrase over thái take back. Và hai lời dương là bằng to từ một tiếng. Và chân là bằng to tiết. Và bằng to tiết này cứ mùi cầm tiết hỏi phrase over này. Và chân hold up. Và hold up mình này thật tục. Và tục này cứ dương mình này thật dương pra cầm lắng á. Pra cầm lắng bỏ dương cho tục tục từ lứa rồi bỏ vầy mùi. Rất có ô bà co mùi nâng dương pra đảm bày tục ở vầy mùi xây tiết. Chân này chân này thật này ai pra cho mùi nâng phrase over thái hold up. Ok, hold up. Và chẳng ưu tí hò, he's holding up the bike for his daughter. Và chẳng ạ tần ấy biết mình này thà quạt khởi bông tục tục con nâng áo con sợi bọc quạt. Chẳng mình này thà con sợi bọc quạt nâng gặp bông tờ riêng chỉ còn. Ok, riêng chỉ còn chẳng quạt thử mạch. Và quạt tục lùm nâng con nâng áo con quạt đồng bởi riêng chỉ chẳng này. Ok, chẳng he's holding up the bike for his daughter. Và chẳng quạt khởi bông tục tục con áo con rồi bọc quạt. Và hai mùi fresh over thì nó cứ get down. Và chân get down nó mình này thật thẻ trọng. Nè, thẻ trọng. Và lấy dương mơ ạ tầm này nó không ưu tì hò. Nè, vì thẻ trọng đường này. Rainy days always get me down. Ok, rainy days always get me down. Và chân mình này thà nơ rồi đầy pliếng. Nó có ngay để mình pliếng thẻ này. Vì tay thì thôi khi em nâng miên ả rõm thẻ trọng. Chẳng ả rõm thẻ trọng mình này mày. Ả rõm dương thực tại mà cắt thí đó này. Đôi việc down từ chùm môi tầm. Chẳng của mình này thà việc full of sadness chẳng nè. Bênh ta đáo ý. Cái hai thằng đôi phiếp kìm crom ấy nó không nâng chẳng. Chẳng ả get down nâng cái này thua ai ả rõm dương thẻ trọng. Ok. Và chẳng a rainy days always get me down. Chẳng nơi ngay để mình phiên thẻ trọng chẳng nè. Tại thì tôi khi ông nâng miên ả rõm thẻ trọng. Ok, miên ả rõm thẻ trọng. Và chân lý chi ạ tầng ấy cơ đồ chí ca phá ra bó phrasal verb thả get down. Và hai bằng tốt tiết put on này thầm ả ná cứ dương bó phải thả low. Nó low. Và hai bằng sân chân này tầng ọc nghe miên đồ chí lê, đồ chí mà xa gây put on này tầng ọc nghe ai bó phải thả liền. Chẳng này bằng tay nơi tí ní khi ông bằng hành tại mùi ưu tí hò tế này. Cứ lộ, hôm nay thay dừng dốc ai từ lộ chẳng hạn này. Xong điểm bẹt lộ. Và ưu tí hỏi, can I put it on? Ok, can I put it on? Và chẳng ta chẳng ai lộ bàn đại rửa tế. Ok, và chẳng nghe tế chẳng muốn làm facial vào ní. Và hai bằng tốt tiên nâng cứ bring out. Và bring out cứ mình này thay dục chạy. Ok, dục chạy. Và ưu tí hỏi, she opened the fridge and brought out the milk. Ok, cho mình đây thành niên bàn bao tù được cỏ hơi và tỏ màu nó có dấu và tỏ đọc cô nó chanh tật. Ok, brought out the milk. Và chân brought nó cứ vì một bí và kể sắp đàm vì bình chân dương và bài ra từ passing port cứ vì từ brought chân cái này trong bản chân cái này nó cầm chung ngọt nè. Ok, và xa thà dương ra về từ tạm cả. Ok, và cho mình đây thành niên bao tù được cỏ hơi dấu tỏ đọc cô nó chanh tật. Và nào dương mơ bằng tọt tới tiết và face over bằng tọt nâng cứ và move on. Ok, move on. Chẳng hạn tầng ấy bằng cực phê tới mình này thay bằng tọt. Phần thái và bằng tọt nâng cứ mình này thay dương bằng tọt tới lời sạc một hiệp bằng tọt tiết chẳng này. Và chẳng cứ dương hai trai cho mình nâng face over thay move on. Ok, move on. Và ưu tiên không? Before moving on, does anyone have any questions?
Before moving on, does anyone have any question? Và chúng mình thấy một nội dung bổn trò cho tờ đọc cảm ơn phép bổn tốt tiếp ta này tổng ốc này nên mình làm này mình xâm nua ai đại được tệ chẳng này và chẳng này chỉ ở tầng này được bảo vĩa hào giờ lấy dương bổn tốt mơ từ lờ phê dô bổn tốt nâng cứ turn back và turn back cứ trở lọc cao ok hợp tí họ we are lost we have to turn back và chẳng we are lost we have to turn back và chúng mình thấy dương vùng bình phá rồi và we lost nâng cứ mình này làm bệnh phá này how we have to go back we have to turn back mình này đã dừng trở lọt rồi ok và chẳng ba vùng viên hai mình chạy từ một tí này vì vô dương rô có tạo ở khơi này chẳng to tay từ lọt rồi từ mơ và đi tăng khẳng đàm mình chẳng này ta chân bình nạp từ này chẳng thể ok và chẳng turn back mình này ta trở lọt rồi how bần to tiết và phrasal verb bần to tiết nâng cứ put back put back cứ mình này ta dốc từ đặt trở lại đàm mình nè giờ là bỏ nam môi chân bị nè cái lại nam môi chẳng á hơi dương dương biết ta đặt lại nâng vén cứ dương đặt ha và prà ở facial web ta put back ok put back và hơi chiếu thì họ where you put the book back please ok where you put the book back please bạn chẳng xôn đặt sự phơi nâng nơi gần lại đam rồi bỏ về vinh phong chẳng và xin chân bị nào nam nè quạt dù sự phơi nè chân bị lại nam môi chẳng nhưng trong kia đặt cho tôi gần lại đam vén ok where you put the book back please bạn chẳng xôn đặt sự phơi nắng nơi gần lại đam vinh phong ok và hai bản tốt và bản tốt nắng cứ go round và go round và chẳng là muốn mình go around tại đi go round và chẳng go round ấy dùng phải thở vừa nè vừa là với mũi tại vì mình cho là vừa ấy chẳng này và chẳng những gì chúng mình đang biết há go round và chẳng go round cái ưu tiên the wheels are going round và chúng mình đây thật còn nắng cầm bông tại vừa và vừa vừa nắng cứ còn được chỉ còn làm còn một tô còn ấy chẳng này dùng mưa tới khơi như cầm bông tại vừa chẳng và ok nhưng gì ta the wheels are going round và chẳng chia từ nấy nâng cao là phát là bó phrasal verb ta go round bằng chân là mùi trong cao nít cứ break up break up mình này thà bạch bạc nít cứ dương sầm nai từ lơ cái hai thà chỉ là cái nạp tùm nhạc tùm nón này rồi bỏ nội dương chân vô thì hoa thà rồi viên xoa mây phẹ gì break up cứ này có bạch bạc thường chân này và cứ sống xa có bạch bạc nít có này thằng ngọc nít ai prao cho mình nâng phrasal verb ta break up ok break up và chú thì hoa she just broken up with her boyfriend okay, she just broken up with her boyfriend. Và chúng mình thấy niềng tớp tại bay trên cái song xa rồi bỏ niềng tệ. Chẳng hạn này, tụi này mình thấy tớp tại bay như thế này. Thế này, chẳng hạn này. Ok, chẳng hạn she just broken up with her boyfriend. Và chẳng hạn này, mình thấy bọc nhóm này này dìm bị cần xong kể dạ một chút nguồn đại. Dương là gì bằng hai cái cảm phía trăm ngày chứ cái này và chẳng bật sinh trên này tổng ốc này mình chụp nói nam mùa sơ cho bảo bì mê đến nắng rồi có ca bình dụng nam mùa tế bằng một lấy ai khẩu mang số kháng cao mốc nhóm và đi riêng cho lời tốt chung này tổng ốc này bạn và chung cao chung bố sốc hiệu lõ mà xâm ngang lõ bye bye.